Vâng, xin chào toàn thể anh em audio đã quay lại với Phạm Thức Audio trong ngày 17 tháng 9 này. Và trong video ngày hôm nay, đây là video test chiếc âm ly Sansui AUD707X. Chiếc âm ly này ngày hôm trước em đã tháo tung và quay ruột gan tổng thể cho anh em xem. Và đến ngày hôm nay thì em đã nhận được một kèo của một anh Xuân, anh ở Sóc Trăng. Và anh đã đặt cọc trước cho bên em là 1 triệu. Thì đây, em đã viết địa chỉ thông tin của anh. Và các bác lưu ý nhá, là hàng bên em là cho khách kiểm tra hàng trước khi nhận. Em không ngần ngại gì cái vấn đề này cả, bởi vì sản phẩm của bên mình nó chuẩn chỉ thì không có vấn đề gì phải lăn tăn. Đấy. Đây là sản phẩm. Hôm trước em đã quay rồi, rất đẹp rồi. Và đây là video test. Theo yêu cầu của bác chủ, bác đã mua thì bên em sẽ test cho bác một cái video. Đây là em đang chơi tín hiệu nhạc mạng từ trên xuống này. Đang đánh cổng A. Hiện tại em đang ghép vào cặp bow 3 lần vật Sonenta, cặp loa kỷ niệm đấy, có giá 16.500.000 cặp loa này. Dòng Sansui 7x7 đánh bow tốt luôn. Cứ dòng 7x7 trở lên, 6x7 thì đánh hơi đuối, nhưng 7x7 là đánh rất tốt anh em nhé. Đây là nút tép này, mình cũng test một chút này. Cái giải tần của tép này nó được chia làm hai giải 4 và 8 Hz nhá. Giải bát của nó tương tự cũng vậy. Nó cũng chia ra làm hai giải, một giải 100 Hz và một giải là 200 Hz này. Tiếng trầm của hai cái vị trí này nó sẽ khác nhau. Nút tuner là dùng để tắt mở cái giải tần bát tép này. Dòng 707X là có lau lớp các bác nhá. Nó không như dòng 707 CD The Cat là không có lau lớp. Các cổng tín hiệu vào của nó thì ở đằng, mình cắm đằng sau và sau đó mình chuyển đổi các cái đường tín hiệu như này. Đấy. Cổng này là cổng rep cho thâu ra từ CD ra này, từ tuner ra này và phono 1, phono 2. Cái này thì nhiều người chơi muốn thâu sang một thiết bị khác thì sẽ rất hiểu cái điều này. Đây là ba lăng từ kênh 1, nên em đã kiểm tra kỹ rồi. Hôm máy này em đã cắm test từ tối qua rất kỹ và đến hôm nay thì em sẽ đóng gói gửi đến bác. Rồi, video test đây đã đủ rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio.